Ngày 18 tháng 2 năm 2023 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân sau trận động đất lịch sử tại tỉnh Hatay thuộc miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cập nhật mới nhất, đoàn đã xác định được hai vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương, bộ đội Việt Nam đã thực hiện tìm kiếm nhiều địa điểm ở khu vực xã Sebrain thuộc thành phố Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tị là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại mỗi vị trí, đoàn thống nhất phương án với lực lượng cứu hộ địa phương, sử dụng chó nghiệp vụ và các trang bị dò tìm công binh để trinh sát tìm kiếm những nơi nghi có nạn nhân bị vùi lấp. Kết quả là, tại hai ngôi nhà đổ sập ở khu vực này, đoàn đã xác định được hai vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Sau khi trao đổi, đoàn cứu nạn của quân đội Việt Nam đã bàn giao lại hiện trường để đơn vị cứu hộ địa phương đưa nạn nhân ra ngoài. Kết thúc ngày làm việc, đoàn cứu nạn quân đội Việt Nam đã về nơi đóng quân tại sân vận động Hatay, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tính đến tối 18 tháng 2 năm 2023 theo giờ Việt Nam, lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 14 vị trí có nạn nhân do trận động đất xảy ra từ ngày 6 tháng 2, trong đó có hai vị trí có dấu hiệu sự sống. Trong quá trình đoàn quân đội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại thành phố Antakya, lực lượng còn giúp nhiều người dân địa phương tìm lại đồ đạc thất lạc.